mọi người có tin được đây là phòng của hai đứa con gái ở không? Ngày xưa hậu phi mình ở thông thường với hai đứa đó. Từ khi cưới hoàn thành đến giờ là 6 tháng rồi thế hệ qua lấy đồ. Tất cả đồ đạc trong phòng là của hậu phi. Dọn phòng như thế này đây, nhà kinh quản không tả nổi. Đúng là không phải của mình thì chẳng giữ, cặn lời. Đây là chia sẻ của một nam thanh niên sau khi bước vào căn phòng của hai cô gái. Nhìn loạt ảnh đính kèm, người ta thế hệ hiểu gì sao anh ta hốt kinh quản như vậy. Theo đó, căn phòng ngập trong rác rưởi. Hàng loạt đồ vật từ gấu bông đến giỏ bìa cắt tông, túi ni lông để lẫn với chất thải. Khung cảnh khiến người khác phải giật mình. Những hình ảnh đáng kinh quản trong phòng trọ. Không chỉ mất mỹ quan, rác chất đầy nhà thế kia chắc chắn sẽ bốc mùi tức giận nhưng không rõ rệt gì sao hai cô nàng kia vẫn sinh sống bình thường. Dân mạng tỏ ra ngao ngán với căn phòng quá bẩn này. Nhiều người ra ngoài thì ăn mặc chỉnh chu, lộng lẫy nhưng phòng ở thì không thể giữ gọn gàng, sạch sẽ sẽ được. Tôi nghĩ hai cô này cũng vậy thôi, nhìn cái phòng mà phát kinh quản cả lên. Một dân mạng bày tỏ. Không hiểu sao họ nằm ngủ được trong căn phòng bẩn đến như thế. Tôi từng vào phòng một khóa gì đại học và suýt bất tỉnh nhân sự mất gì mùi trong đó. Đáng kinh quản, tài khoản Minh Thuận bình luận.